lầu đê jesus christus ngợi khen chúa jesus kitô đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ và tứ quyết. Xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ sáu 20 tháng 4, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết Toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về ơn gọi lần thứ 55. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Daniel Bashir, một bạn trẻ Pakistan đã nhận ra ơn cứu độ của Chúa trên cuộc đời và quyết định dâng hiến cuộc sống cho Thiên Chúa. Và sau cùng, Chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài. Các dân tộc sống trong đất Canaan theo sách các thủ lãnh. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các đan sĩ dòng biển Đức thực hành sự phân định để nhận ra những gì đến từ Thánh Linh và những gì đến từ tinh thần thế gian hoặc từ ma quỷ. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 19 tháng 4, dành cho 400 người. Trong đó, ngoài Đức Thống Phụ Gregory Poland người Mỹ, còn các các viện phụ và viện mẫu, các đan sĩ và cộng tác viên tại Đan Viện và Học Viện Thánh Anselmo ở Roma, đang tham dự các sinh hoạt mừng kỷ niệm 125 năm thành lập Liên Hiệp Dòng Biển Đức và lập Đan Viện Thống Phụ Thánh Anselmo ở Roma từ sáng hôm qua và đến thứ bảy ngày mai 21 tháng 4. Sau khi nhắc đến những nét nổi bật trong linh đạo của thánh biển Đức và tu luật của thánh nhân với quy tắc tuyệt đối không đặt điều gì trên Chúa Kitô cũng như lòng yêu mến phụng vụ của dòng, Đức thánh cha nói: "Sở dĩ thánh biển Đức là một ngôi sao sáng ngời như thánh Gregorio cả đã gọi thánh nhân trong thời đại của ngài bị khủng hoảng sâu đậm về các giá trị và các tổ chức" đó chính là vì Ngài đã biết phân định giữa điều thiết yếu và điều phụ thuộc trong đời sống thiêng liêng, đặt Chúa vững chắc ở nơi trung tâm. Là con cái thánh nhân trong thời đại ngày nay, anh chị em cũng hãy thực hành sự phân định để nhận ra điều gì đến từ Chúa Thánh Linh và điều gì đến từ tinh thần trần tục hoặc từ tinh thần ma quỷ. Sự phân định không những đòi hỏi phải có khả năng phán đoán tốt và lương tri, nhưng còn là một ơn cần phải cầu xin Chúa Thánh Linh ban nếu không có sự khôn ngoan phân định, thì chúng ta có thể dễ dàng trở thành những người múa rối, tùy theo xu hướng của thời đại. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, trong thời đại ngày nay, nhiều người quá bận rộn với công việc nên không đủ thời giờ để lắng nghe tiếng Chúa. Các đan viện biển Đức đang trở thành như những ốc đảo, tại đó con người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, gốc gác, văn hóa và tôn giáo có thể khám phá vẻ đẹp của sự thinh lặng và tìm lại chính mình, hòa hợp với thiên nhiên để cho Chúa tái lập trật tự đúng đắn trong đời sống của họ. Đoàn sùng biển Đức về việc tiếp đón rất quý giá đối với công cuộc tái truyền giảng tin mừng vì mang lại cho anh chị em cách thức đón tiếp Chúa Kitô nơi mỗi người đến đan viện, giúp những người đang tìm kiếm Thiên Chúa nhận được những hồng ân thiêng liêng mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Thứ sáu hôm nay, 20 tháng 4, cha Jeremy Driscoll, viện phụ đan viện Mount Angel ở bang Oregon, Hoa Kỳ, sẽ thuyết trình trước ban giảng huấn giáo hoàng học viện Thánh Anselmo về đề tài, thần học đan tu hoặc khôn ngoan, chiến lược giáo dục và học hỏi, trình bày những đặc điểm của phương pháp giáo dục và học hỏi của học viện này. Sáng thứ Bảy lúc 11 giờ, có thanh lễ mừng trọng thể kinh thánh Anselmo do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, chủ sự. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi ngân hàng thế giới thăng tiến cuộc sống của những người nghèo nhất, tạo điều kiện cho một sự phát triển toàn diện. Mỗi năm vào mùa xuân, ngân hàng thế giới nhóm khóa họp tại thủ đô Washington của Hoa Kỳ và mặc dù các cơ quan truyền thông thế giới thường ít chú ý tới biến cố này, nhưng tại khóa họp vẫn có những quyết định rất quan trọng. Ngân hàng thế giới và quỹ tiền tệ quốc tế là hai tổ chức kinh tế tài chính lớn của thế giới đề tài khóa học năm nay của Ngân hàng Thế giới là chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và điều này cũng liên quan đến sự tiến hành nền thương mại thế giới và cũng có vấn đề tín dụng và viện trợ cho các nước nghèo. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung 20.000 tín hữu hành hương sáng thứ tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: Thứ bảy tới đây, 21 tháng 4, khóa họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới sẽ diễn ra tại Washington tôi khuyến khích những nỗ lực tìm cách thăng tiến cuộc sống của những người nghèo nhất qua sự bao gồm mọi người về tài chánh, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện đích thực và tôn trọng phẩm giá con người. New York Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Alza tuyên bố rằng tòa thánh sát cánh với cộng đồng quốc tế để có thể đảm bảo cho phụ nữ không những hòa bình và an ninh, nhưng còn để phụ nữ can dự nhiều hơn trong các tiến trình tái xây dựng hòa bình, đứng trước những thách đố gia tăng và tình trạng quốc tế phức tạp. Trong bài tham luận hôm 17 tháng 4 vừa qua, tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài Phụ nữ, hòa bình và an ninh, Đức Tổng giám mục Ao Gia nhấn mạnh ba điểm cơ bản mà Tòa Thánh đặc biệt quan tâm và dẫn thân cạnh Hội đồng Bảo an để phẩm giá phụ nữ được tôn trọng. Trước tiên là phòng ngừa và quan tâm chống lại nạn bạo hành phụ nữ, phòng ngừa các cuộc xung đột bằng cách khích lệ đối thoại và thương thuyết, đảm bảo cho tiếng nói của phụ nữ và sự tham dự thực sự của họ trong các tiến trình tái thiết hòa bình. Tiếp đến là phòng ngừa mọi hình thức bạo hành chống phụ nữ trong các vùng xung đột, bảo vệ các quyền hợp pháp và quyền lợi của phụ nữ. Đó là điều phải thuộc về mọi lĩnh vực kiến tạo hòa bình. Sau cùng là quan tâm và dẫn thân phòng ngừa bạo lực chống phụ nữ cả trong những tình trạng hậu xung đột bằng cách cổ võ việc giáo dục, phát triển kinh tế và xã hội, làm sao để toàn dân có thể hưởng những lợi ích. London, Hội đồng Giám mục Anh Quốc công bố thông cáo liên đới với cha mẹ em bé Anphi Evans và cùng với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho em. Trước đó, ban sáng thứ Tư 18 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến cha mẹ của bé Anphi Evans và tiếp đến, Ngài Tái kêu gọi bảo vệ sự sống của em. Anphi Evans hiện được 23 tháng, đang được điều trị từ tháng 12/2016 tại nhà thương nhi đồng Eldehi ở thành phố Liverpool, Anh Quốc. Em bị một thứ bệnh suy thoái lạ kỳ mà các bác sĩ chưa khám phá được tên bệnh. Bảy tháng đầu đời từ khi sinh ra ngày 9 tháng 5/2016, bé Anh Phi khỏe mạnh bình thường, nhưng rồi bị thứ bệnh lạ mà các bác sĩ không chữa được khiến em sống trong tình trạng hôn mê trong buổi tiếp kiến chung 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero sau khi tiếp kiến cha mẹ em An Phi. Đức Thánh Cha đã kêu gọi cho em và anh Vincent lampre một trường hợp tương tự ở Pháp. Ngài nói, tôi nghĩ đến mạng sống của anh Phi Evans và Vincent Lambre. Tôi muốn lập lại và tái khẳng định mạnh mẽ rằng chủ thể duy nhất của sự sống từ khi bắt đầu cho tới lúc chết tự nhiên chính là Thiên Chúa và nghĩa vụ của chúng ta là làm tất cả những gì để giữ gìn sự sống. Chúng ta hãy nghĩ đến và cầu nguyện trong thinh lặng để sự sống của tất cả mọi người được tôn trọng, đặc biệt là của hai người em này của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng. Trong thông cáo công bố cùng ngày 18 tháng 4, hội đồng giám mục Anh Quốc nói rằng tâm hồn chúng tôi nghĩ đến cha mẹ em Alfia Evans và cầu nguyện cho em trong lúc cha mẹ em cố gắng làm tất cả những gì có thể để săn sóc cho con của mình. Chúng tôi tái khẳng định sắc tín rằng tất cả những người đang và đã đưa ra những quyết định đau lòng liên quan đến việc chăm sóc em Alfia Evans đang hành động trong sự thanh liêm và cho lợi ích của Alfia như họ thấy. Cần phải nhìn nhận và khẳng định khả năng chuyên môn và sự chăm sóc các em bị bệnh nặng ở bệnh viện nhi đồng Anderhey. Chúng tôi biết rằng những phê bình của dư luận được đăng tải chống công việc của nhà thương là vô căn cứ, như công việc tuyên úy của chúng tôi dành cho các nhân viên và cho gia đình chứng tỏ điều đó. Chúng tôi cũng ghi nhận đề nghị của nhà thương nhi đồng Gesù Bambino ở Roma sẵn sàng tiếp nhận và săn sóc em Anfie Evans. Cũng vì lý do đó, nhà thương Anderhey thỉnh cầu các tòa án ở Anh Quốc nơi đưa ra những quyết định trước sự xung khắc các ý kiến và những lý do y khoa chuẩn trước cho trường hợp bi thảm này. Và các giới mục Anh kết luận rằng, cùng với Đức Thánh Cha, chúng tôi cầu nguyện trong tình thương yêu và tinh thần thực tiễn để mọi sự sẽ được thực hiện để đồng hành với em Alphia và cha mẹ em trong tình trạng vô cùng đau khổ của họ. Vatican, sáng thứ hai 16 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và trao đổi trong 3 tiếng đồng hồ với các giám mục thuộc 13 nước vùng Antin, nhân dịp các vị về Roma hành hương và thăm tòa thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican sau đó, Đức Cha David Marker, Tổng Giám mục Giáo phận Fort de France, thuộc vùng Martinique, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, cho biết Ngài có ấn tượng rất tích cực về cuộc viếng thăm Agnimina này trả lời câu hỏi về Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia và về vấn đề truyền chức linh mục cho những người có gia đình. Đức Tổng Giám mục Macera tiết lộ rằng, trong cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha, một giám mục đã nêu lên câu hỏi ấy. Đức Thánh Cha không trả lời trực tiếp, nhưng Ngài nhắc đến nguyên tắc chính thánh thể làm nên giáo hội và giáo hội làm nên thánh thể. Theo Đức Giáo Hoàng, Chúng ta không thể để cho các cộng đồng miền Amazonia không có thánh lễ trong cả năm trời. Theo Ngài, vấn đề ở đây là tìm ra giải pháp một vụ thích hợp. Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết nói về Toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày thế giới về ơn gọi lần thứ 55. Kính thưa quý vị thính giả, Chúa nhật thứ tư sau lễ phục sinh 22 tháng 4 tới đây, cũng gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành và là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi lần thứ 55, sẽ được cử hành với chủ đề Lắng nghe, phân định và sống lời mời gọi của Chúa. Tình hình ơn gọi trong giáo hội hiện nay, nói chung thì ở các nước Á Phi ơn gọi tiếp tục gia tăng, tuy có phần chậm lại so với trước đây, nhưng tại Âu Châu và Bắc Mỹ, ơn gọi tiếp tục giảm sút. Các nước Mỹ Latin ơn gọi kể như không gia tăng. Ví dụ, theo thống kê công bố hôm mùng 5 tháng 4 vừa qua, số nữ tu tại Áo ngày càng giảm và tuổi càng cao. Tính đến đầu năm nay, tại Áo có 3.350 nữ tu, trong đó chỉ có 3% là người trẻ dưới 40 tuổi, 58% trên 75 tuổi, 20% ở lứa tuổi từ 65 đến 75 tuổi sau cùng là 19% ở lứa tuổi từ 40 đến 65. Cách đây 38 năm, tức là vào năm 1980, số nữ tu tại Áo là 10.600, tức là nhiều gấp 3 số nữ tu hiện nay. Một vấn đề lớn đối với các dòng nữ hiện nay tại Áo là việc săn sóc các nữ tu cao niên. Đại đa số các nữ tu không bao giờ có lương bổng cá nhân, và vì thế ngày nay các chị cũng không có tiền hưu một quỹ liên đới đã được thành lập để giúp đỡ các dòng bản xứ. Giáo hội Công giáo tại Áo hiện có 1.680 nam tu sĩ, tức là bằng gần một nửa số nữ tu. Tuy có phần giảm sút từ vài thập niên qua, nhưng tương đối ổn định hơn so với con số các nữ tu. Trong số các tu sĩ, có 1.225 linh mục và 430 tu huynh. Khoảng 50% các giáo sứ tại Áo cho các cha dòng đảm trách việc mục vụ các vị dung hòa đời sống cộng đoàn với việc mục vụ trong các xứ đạo. Cả nước Áo hiện có 39 nam tập sinh và 20 nữ tập sinh. Năm ngoái có 12 nam tu sĩ khấn trọn đời và chỉ có 8 nữ tu khấn vĩnh viễn. Tại Đức, số các nữ tu ngày càng giảm sút theo một ước lượng. Trong vòng 10 năm nữa sẽ không còn dòng nữ tại Đức. Trong bối cảnh trên đây, việc cầu nguyện cho ơn gọi ngày càng trở thành cấp thiết. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ đẹp của Đức Thánh Cha đã được ngài cho công bố để chuẩn bị cho việc cử hành Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi vào chủ nhật tới đây. Đức Thánh Cha viết: Anh chị em thân mến, tháng 10 tới đây sẽ diễn ra Thượng hội đồng giám mục kỳ thứ 15 về giới trẻ, đặc biệt về tương quan giữa người trẻ, đức tin và ơn gọi. Trong dịp đó, chúng ta sẽ có dịp đào sâu vấn đề để làm sao nơi trung tâm đời sống chúng ta có ơn gọi vui mừng mà Thiên Chúa gửi đến chúng ta và làm sao để điều này là dự phóng của Thiên Chúa cho người nam người nữ thuộc mọi thời đại. Đây là một tin vui được tái loan báo cho chúng ta một cách mạnh mẽ nhân ngày thế giới lần thứ 55 cầu nguyện cho ơn gọi. Chúng ta không bị ngập chìm trong trường hợp và cũng chẳng bị lôi kéo vì một loạt những biến cố xáo trộn. Trái lại, cuộc sống và sự hiện diện của chúng ta trong thế giới là kết quả của một ơn Chúa gọi. Cả trong thời đại bất an của chúng ta, mầu nhiệm nhập thể nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn đến gặp chúng ta và là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa tiến bước dọc theo những con đường nhiều khi bụi bặm trong cuộc sống chúng ta và đón nhận nỗi nhớ nhung mạnh mẽ của chúng ta về tình yêu và hạnh phúc. Chúa kêu gọi chúng ta tiến đến vui mừng. Trong sự khác biệt và đặc thù của mỗi ơn gọi cá nhân và giáo hội, vấn đề ở đây là lắng nghe, phân định và sống lời kêu gọi chúng ta từ trên cao và trong khi để cho chúng ta tận dụng các năng khiếu của chúng ta, lời ấy cũng làm cho chúng ta trở thành những dụng cụ ân cứu độ cho thế giới và hướng chúng ta đến hạnh phúc sung mãn. Ba khía cạnh lắng nghe, phân định và sống cũng trở thành khuôn khổ cho khởi đầu sứ mạng của Chúa Giêsu sau những ngày cầu nguyện và chiến đấu trong hoang địa. Ngài đến thăm hội đường Do Thái ở thành Nazareth và tại đây, Ngài lắng nghe lời Chúa và công bố rằng Ngài đến để thực hiện lời ấy ngày hôm nay. Trước hết là lắng nghe. Cần phải nói ngay rằng tiếng Chúa gọi không có sự nổi bật, hiển nhiên như một trong bao nhiêu sự chúng ta có thể thấy, nghe hoặc động chạm được trong kinh nghiệm hàng ngày. Thiên Chúa đến một cách âm thầm và kín đáo, không áp đặt cho tự do chúng ta vì thế có thể xảy ra là tiếng chúa bị bóp nghẹt vì bao nhiêu lo lắng và những thúc giục ở trong tâm trí chúng ta do đó cần có thái độ chăm chú lắng nghe tiếng chúa và cuộc sống chú ý đến cả những chi tiết của cuộc sống thường nhật học cách đọc các biến cố với con mắt đức tin và giữ thái độ cởi mở đối với những bất ngờ của thánh linh chúng ta không thể khám phá ơn gọi đặc thù và riêng biệt mà chúa đã nghĩ ra cho chúng ta nếu chúng ta khép kín nơi mình trong những thói quen và trong sự thụ động của người phí phạm cuộc đời trong cái vòng chật hẹp của cái tôi, đánh mất cơ hội mơ ước những điều cao cả và trở thành người nắm vai chính trong lịch sử duy nhất và đặc sắc mà Chúa muốn viết lên cùng với chúng ta. Cả Chúa Giêsu cũng đã được kêu gọi và sai đi, vì thế Ngài đã cần hồi niệm trong thinh lặng, đã lắng nghe và đọc lời Chúa trong hội đường, dưới ánh sáng và sức mạnh của Thánh Linh ngài nhận rõ trọn vẹn ý nghĩa của lời chúa được nói về chính bản thân ngài và lịch sử dân tộc israel thái độ này ngày nay ngày càng trở nên khó khăn vì như thể chúng ta bị chìm đắm trong một xã hội ồn ào trong sự dao động vì nhiều thứ kích thích và thông tin tràn ngập ngày của chúng ta tương ứng với sự huyên náo bên ngoài đôi khi thống trị các thành thị và các khu phố của chúng ta nhiều khi có sự phân tâm và hoang mang nội tâm không để chúng ta dừng lại, nếm hưởng hương vị chiêm niệm, suy tư trong thanh thản về những biến cố trong đời sống và hoạt động của chúng ta. Tính thác nơi kế hoạch ân cần của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thực hiện một sự phân định phong phú. Nhưng như chúng ta biết, nước Thiên Chúa đến không ồn ào, không thu hút sự chú ý. Và ta chỉ có thể đón nhận những mầm mống của nước ấy khi chúng ta, như ngôn sứ Elia, biết đi vào chiều sâu của tinh thần chúng ta để cho tinh thần cởi mở đón nhận hơi thở không thể cảm thấy của cơn gió thần linh nhẹ nhàng. Thứ hai là phân định. Khi đọc đoạn sách ngôn sứ Isaiah trong hội đường Nazareth, Chúa giê -xu đã phân định nội dung sứ mạng Ngài được trao phó và trình bày cho những người đang chờ đợi đấng thiên sai. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì thế người đã sức giàu thánh hiến tôi. Sai tôi đi mang tin vui cho người nghèo, công bố sự giải thoát cho các tù nhân, cho người mù được thấy, trả tự do cho những người bị áp bức và loan báo năm hồng phúc của thiên chúa. Cũng vậy, mỗi người chúng ta có thể khám phá ơn gọi của mình qua sự phân định thiêng liêng, một tiến trình qua đó, trong sự đối thoại với Chúa và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh. Ta đi tới những chọn lựa căn bản, bắt đầu từ sự chọn lựa bậc sống. Đặc biệt chúng ta khám phá rằng ơn gọi Kitô luôn có một chiều kích ngôn sứ, như kinh thánh làm chứng cho chúng ta các ngôn sứ được sai đến với dân trong những tình trạng rất bấp bênh về vật chất và khủng hoảng về tinh thần và luân lý để nhân danh chúa các ngôn sứ gửi đến dân chúng những lời hoán cải hy vọng và an ủi như một cơn gió làm cho bụi tung lên ngôn sứ gây xáo trộn sự bình yên giả tạo của lương tâm đã quên lời chúa phân định các biến cố dưới ánh sáng lời hứa của chúa và giúp dân nhận ra những dấu hiệu bình minh trong đêm đen của lịch sử ngày nay chúng ta cũng rất cần sự phân định và ngôn sứ vượt thắng những cám dỗ của ý thức hệ và thái độ phó mặc cho định mệnh hầu khám phá trong tương quan với chúa những nơi trốn những phương thế và tình trạng qua đó chúa mời gọi chúng ta mỗi ki tô hữu phải có thể phát huy khả năng đọc bên trong cuộc sống và nhận thấy nơi và điều mà chúa đang gọi họ để tiếp tục sứ mạng của ngài sau cùng là sống. Chúa Giêsu loan báo sự mới mẻ của giờ phút hiện tại, làm cho nhiều người phấn khởi hăng say và làm cho nhiều người khác trở nên cứng nhắc. Thời gian đã mãn và chính Ngài là Đức Messia đã được ngôn sứ Isaiah báo trước, được sức giàu để giải thoát các tù nhân, trả lại thị giác cho người mù và công bố tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mỗi thụ tạo. Chính ngày hôm nay được ứng nghiệm lời kinh thánh mà anh chị em đã nghe. Chúa Giêsu đã quả quyết như thế. Niềm vui của phúc âm mở cho chúng ta cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em. Không thể chờ đợi sự chậm chạp và lười biến của chúng ta, không đánh động chúng ta nếu chúng ta chỉ đứng nhìn qua cửa sổ, luôn viện cớ chờ đợi thời cơ thuận tiện, và cũng không được hoàn tất cho chúng ta nếu ngày hôm nay chúng ta không chấp nhận rủi ro của sự chọn lựa. Ơn gọi là ngày hôm nay. Sứ mạng Kitô là cho hiện tại và mỗi người trong chúng ta được kêu gọi sống đời giáo dân trong hôn nhân, đời sống linh mục trong sứ vụ thánh chức hoặc ơn gọi đời sống thánh hiến để trở thành chứng nhân của Chúa trong lúc này và bây giờ. Đặc tính ngày hôm nay được Chúa Giêsu công bố bảo đảm với chúng ta rằng Thiên Chúa tiếp tục xuống để cứu vớt nhân loại chúng ta và cho chúng ta được tham gia sứ mạng của Ngài chúa còn kêu gọi sống với ngài và đi theo ngài trong một tương quan gần gũi đặc biệt, trực tiếp phụng sự ngài. Và nếu chúa cho chúng ta hiểu ngài mời gọi chúng ta hãy tận hiến cho nước chúa thì chúng ta không được sợ hãi. Thật là đẹp và là hồng ân lớn lao được hoàn toàn và mãi mãi thánh hiến cho Thiên Chúa và cho việc phục vụ anh chị em. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng ngày hôm nay, Chúa tiếp tục kêu gọi đi theo ngài chúng ta không được chờ đợi cho đến lúc hoàn hảo mới quảng đại đáp lại lời mời gọi của chúa này con đây và cũng đừng kinh hãi vì những giới hạn và tội lỗi của chúng ta nhưng đón nhận tiếng chúa với tâm hồn rộng mở lắng nghe tiếng chúa gọi phân định sứ mạng riêng của chúng ta trong giáo hội và trong thế giới và sau cùng sống ơn gọi ấy trong ngày hôm nay mà thiên chúa ban cho chúng ta xin mẹ maria rất thánh thiếu nữ bé nhỏ ở ngoài biên người đã lắng nghe, đón nhận và sống lời Chúa nhập thể làm người, gìn giữ và luôn đồng hành với chúng ta trong hành trình của chúng ta. Vatican, ngày mùng 3 tháng 12 năm 2017, Francisco Giáo hoàng. Để tiếp tục chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Daniel Bashir, một bạn trẻ Pakistan đã nhận ra ân cứu độ của Chúa trên cuộc đời và quyết định dâng hiến cuộc sống cho Thiên Chúa. Daniel Basi, 28 tuổi, điều phối viên của phong trào giáo dân truyền giáo ở Pakistan, đã quyết định dâng hiến cuộc đời phục vụ Chúa vì xác tín rằng Chúa đã cứu anh. Daniel chính là người đã được cử làm đại diện cho các bạn trẻ của giáo hội Pakistan tham dự tiền thượng hội đồng giám mục diễn ra tại Vatican. Daniel đã tốt nghiệp chuyên ngành y khoa và đang chuẩn bị để vào chủng viện bắt đầu giai đoạn được đào tạo để trở thành linh mục. Về ơn gọi của mình, anh khẳng định, tôi không thể không dâng hiến cuộc đời tôi cho Thiên Chúa, Đấng đã cứu tôi khi tôi cô đơn, khi tôi không có bạn bè bên cạnh. Nguyên nhân của vấn đề này là từ khi sinh ra, tôi không thể phát âm rõ ràng, không thể nói được như các trẻ em khác, không thể nói chuyện với cha mẹ tôi, giữa chúng tôi chỉ có thể trao đổi với nhau qua cử chỉ. Tôi đã trải qua một thời gian khép kín chính mình vì gặp phải khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người, xấu hổ vì không thể nói được như người khác. Tôi tức giận với chính bản thân, cảm thấy không có một lối thoát cho vấn đề của tôi. Trong tâm hồn tôi có một nỗi đau lớn mà không ai có thể chữa lành được. Anh nói tiếp. Nhưng rồi một điều kỳ diệu đã đến với tôi. Vào năm 2003, mẹ tôi đưa tôi đến nhà thờ và dạy tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể. Tôi ở đó đặt mình hiện diện trước Chúa Giêsu, tôi phó thác bản thân cho Ngài để ước mong được chữa lành. Ngài đã nhận lời kêu xin của tôi với sự trợ giúp của bác sĩ. Từng bước tôi bắt đầu tập nói. Trong một lần khác, khi tham dự thánh lễ, trong lúc dị linh mục giảng, Daniel nghe như có một sứ điệp như nói với chính mình. Nội dung của sứ điệp đó là Trước lễ hiện xuống các môn đệ sầu buồn cô đơn Nhưng sau đó Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên họ Cùng với Đức Trinh Nữ Maria Tất cả mọi sự đã thay đổi Daniel nói Vào thời điểm đó tôi cảm thấy hoàn cảnh của tôi giống như các tông đồ Tôi không có bạn bè Tôi cô đơn và luôn mang trong tâm hồn nỗi đau Tôi hướng về Đức Kitô trong bí tích thánh thể Và tôi đã nói với Ngài con là một dụng cụ trong tay ngài, xin hãy sử dụng con. Từ ngày đó tôi bắt đầu dần dần hội nhập với cuộc sống, cảm thấy cuộc sống có giá trị, thấy mọi sự đều tốt đẹp. Đó là một phép lạ tuyệt vời cho cuộc đời tôi. Ân gọi dân hiến đã đến với Daniel vào ngày 2 tháng 12 năm 2012, trong khi anh đang ở với một nhóm bạn trẻ ở Dubai. Anh phải nói trước 300 khán giả trong lúc đó, anh chợt nhận ra có bao nhiêu bước anh đã thực hiện trong cuộc sống, ngay cả khi anh chưa nói được. Anh chia sẻ, Tôi bắt đầu khóc bởi vì tôi biết rằng tất cả đó là công trình của Chúa Kitô. Tôi cảm thấy ân sủng của Thiên Chúa trên tôi và tôi hiểu rằng tôi muốn phục vụ Ngài và trở thành một linh mục. Gia đình tôi ủng hộ tôi trong quyết định này. Việc mà trước đó họ không thấy quan tâm vì chỉ muốn tôi hoàn thành việc nghiên cứu bây giờ cảm ơn chúa tôi là một bác sĩ và tôi có thể là một linh mục phục vụ người bệnh trong nhiều năm daniel đã hoạt động tích cực trong nhóm các nhà truyền giáo giáo dân sự dấn thân này cho phép anh đi đến các quốc gia châu á và gặp gỡ mọi người trong đó có những người có hoàn cảnh như anh trước đó như một nhà truyền giáo công giáo anh đã viếng thăm một số thành phố ở pakistan thái lan sri lanka và tất cả các tiểu vương quốc ả rập thống nhất với sự giúp đỡ của các giám mục anh cùng với các bạn tổ chức các cuộc chia sẻ về chương trình đào tạo kinh thánh anh giải thích lý do tại sao lại làm việc này hiện diện trên mặt đất này chúng ta có ba nhiệm vụ biết thiên chúa yêu mến và phục vụ ngài trong kinh thánh chúng ta tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của chúng ta về làm thế nào có thể thực hiện ba điều trên như một nhà lãnh đạo công giáo, anh mời gọi những người trẻ khác đến nhà thờ tham dự thánh lễ và giao hòa với Chúa qua bí tích giải tội. Anh cho biết, ở Pakistan, giáo hội rất năng động nhờ tinh thần mục vụ của các giám mục. Những người có kế hoạch lớn cho thanh thiếu niên. Hơn nữa, năm 2018, chúng tôi cử hành năm thánh thể, chúng tôi tập trung vào hai khía cạnh: sự tôn thờ và xưng tội. Anh nói rằng cũng như việc rao giảng tin mừng trong đất nước rất dễ dàng nhờ có nhiều kênh truyền hình truyền bá thông điệp Kitô giáo vào mọi giờ. Ví dụ như giờ cử hành thánh lễ, giờ cầu nguyện và các cử hành phụng vụ khác. Anh nói, tôi hy vọng những người trẻ tham gia nhiều hơn vào các hoạt động của giáo hội, nhưng cũng không quên dành thời gian cho việc nghiên cứu vì hôm nay trong xã hội Pakistan thiếu những gương mặt chuyên nghiệp giữa các người công giáo đề cập đến các trường hợp phỉ bán tôn giáo gần đây daniel cho rằng người ta phải rất cẩn thận với việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội là công giáo pakistan chúng ta phải tôn trọng đất nước và các tôn giáo khác chúng ta phải tôn trọng tôn giáo của người khác và đòi hỏi họ sự tôn trọng đối với chúng ta daniel thật sự là một mẫu gương cho những người trẻ ngày nay một mẫu gương của sự vượt lên chính mình qua việc phó thác, cộng tác với ân thánh, qua việc cầu nguyện, mẫu gương của sự dấn thân phục vụ, mẫu gương của việc can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa giữa những lời mời gọi khác hấp dẫn hơn theo cái nhìn của Trần Giang. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh trình bày về đề tài Các dân tộc sống trong đất Canaan theo sách các thủ lãnh. Kính thưa quý vị thính giả, khi nói tới đất Canaan, chúng ta thường nghĩ tới đây là vùng đất đã chỉ có dân tộc Canaan sinh sống, nhưng thật ra không phải vậy. Thật thế, trong vùng Canaan không chỉ có dân Canaan mà còn có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống, gốc gác và căn tính của các dân tộc này ngày nay có lẽ đã mất luôn mãi không còn nữa. Dưới mắt chúng ta, nền văn minh của vùng này được giới thiệu như là nền văn minh hiệp nhất và ở đây chúng ta dùng từ người Canaan để ám chỉ các thổ dân sống trong vùng này nói chung một cách tổng quát theo thói quen đã có ngay trong Thánh Kinh. Trong nghĩa hiệp từ Canaan diễn tả dân tộc Semit cổ xưa sống trong vùng này, họ đến lập nghiệp và sinh sống tại Palestine khi nào thì không thể xác định được. Nhưng chắc chắn là trước năm 2000, trước công nguyên. Nhưng thật là bấp bênh việc thiết định thời gian dân tộc này tới sinh sống tại đây. Trong số các nhóm dân sống tại Palestine, ngoài dân Canaan, còn có người Amorei, Hittit, Jebusei, Ferezei và Hevei nữa. Mỗi dân tộc đều có gốc gác riêng của mình. Trước hết là người Amorei, có lẽ họ là dân tộc mà giới học giả có nhiều ý tưởng khác nhau nhất khi đề cập tới họ. Thánh Kinh đôi khi dùng từ Amore trong nghĩa tổng quát, ám chỉ tất cả các dân tộc sống trong đất Canaan trước cuộc xâm lăng của người Do Thái. Thật ra tên Amore có thể được dùng trong nghĩa rộng như đồng nghĩa với tên người Canaan, cũng luôn luôn được hiểu trong nghĩa rộng hay nghĩa trải dài. Đã có người giả thiết là người Amore, không ai khác là người Canaan. Canaan là tên địa lý, còn Amore là tên gọi dân tộc nhưng tên gọi amore rất thường gặp cả trong các văn bản ngoài kinh thánh như trong các văn bản mesopotami trong đó thật khó mà xác định nó quy chiếu chủng tộc nào có các dấu chỉ chắc chắn cho thấy người mesopotami dùng từ này để ám chỉ các nhóm dân khác nhau sống tại mạn tây có lẽ nó là một tên gọi địa lý được áp dụng cho các chủng tộc khác nhau tùy theo thời dù vấn đề của người amore có ra sao nữa Chắc chắn là người Amore tại đất Palestine đã hoàn toàn bị thâm nhập bởi nền văn minh Canaan và ngày nay không còn có thể phân biệt được nữa. Nhóm dân thứ hai sống trong đất Palestine là người Hittite. Vào thế kỷ 13 trước công nguyên, khi người do Thái xâm lăng đất Palestine, đế quốc Hittite đang biến mất, nhưng dân Hittite sống trong vùng Syro-Palestina Họ đã sống tại đây từ thời tổ phụ Abraham, như viết trong chương 23 sách sáng thế. Abraham đã mua một thửa đất của nhà Eteo để trôn cất Sarah vợ mình. Có khá nhiều tương quan giữa người Hittite và người Do Thái, đặc biệt trong lĩnh vực quyền sở hữu đất đai. Chính Thỏa ước giữa Ra-vê và dân ngài cũng đã được viết trong một hình thái nhắc nhớ tới thỏa hiệp giữa các chư hầu Hittite. Đặc biệt người Hittit cũng có một lễ nghi giống với lễ nghi trình thuật trong chương 16 sách Lê Vi liên quan tới ngày xá tội. Như người Do Thái đuổi con dê xá tội vào trong sa mạc sau khi đã xưng thú tội lỗi của dân trên đầu nó, biểu tượng cho việc mang lấy tội lỗi của toàn dân Israel, người Hittit cũng đuổi một con cừu đực vào trong sa mạc hay trong vùng đất của kẻ thù, chu toàn một nghi thức nhằm giải thoát dân chúng khỏi các dịch tễ hay khỏi các tai ương công cộng khác. Nhóm dân thứ ba sống trong đất Palestine là người Jebuse. Họ là nhóm dân cổ xưa sống tại Jerusalem và là chủ của thành phố này trong các thời gian rất lâu, mặc dù chịu áp lực của người Do Thái. Thành phố được trang bị đầy đủ và chỉ có vua David mới thành công trong việc tiến đánh chiếm nó như kể trong sách Giô-duê chương 15. Sau khi liệt kê danh sách các thành của tri tộc Juda, chương 15 kết luận, nhưng con cái ông Juda đã không thể xua đuổi được người Jebusay tại Jerusalem. Người Jebusay ở với con cái ông Juda tại Jerusalem cho đến ngày nay. Hay viết trong chương 1 sách các thủ lãnh, còn những người Jebusy cư ngụ tại Jerusalem thì con cái Benjamin đã không đánh đuổi họ. Vì thế những người Jebusy vẫn ở với con cái Benjamin tại Jerusalem cho tới ngày nay. Tin tức trái nghịch trong chương 1 câu 8 sách Thủ lãnh không biết xuất phát từ đâu và xem ra nó xa lạ với bối cảnh văn bản, vì nó khẳng định rằng con cái Judah đã tấn công Jerusalem, chiếm lấy thành, dùng gươm giết và nổi lửa đốt thành. Thật ra nơi ở của những người Dê-bu-dây này có thể nhận ra được vì họ không bao giờ gặp gỡ nhau ngoài thành Jerusalem. Tiếp đến là dân Hevei. Trái nghịch với người Dê-bu-dây, dân Hevei là một dân tộc khó có thể nhận ra vùng họ sống và ngoài ra rất là mơ hồ. Chúng ta không biết gì về gốc gác cũng như các phong tục tập quán và tôn giáo của họ. Họ đã được nhắc tới tại Sichem vào thời tổ phụ Jacob. Một nhóm khác nữa thì sống tại Gabaon. Nhưng vào thời các thủ lãnh xem ra họ sống trong phần đất ở miền bắc đất Canaan giữa Liban, hamas và núi Hermon. Có vài học giả muốn loại bỏ họ khỏi lịch sử bằng cách thay đổi luôn mãi tên gọi của họ thành người Hittit hay người Hurit. Nhưng đây không phải là một dân có nguồn gốc Semit. Nhóm tiếp theo là người Pheresei. Họ cũng là một dân tộc tiền Semit và vì thế thật vô ích thử tầm nguyên tên gọi của họ dựa trên các nguồn gốc Semit. Ai thử tầm nguyên họ như người Semit thì giải thích tên gọi của họ như là những người sống ngoài đồng trống, trong nghĩa họ sống trong các làng mạc không phòng thủ, cũng như trong nghĩa là các người dân sống ở đồng quê trái nghịch với người dân sống trong các thành thị. Sự hiện diện cổ xưa của họ xem ra được xác nhận bởi sự kiện họ cũng được nhắc tới với chi tộc Ephraim trong sách Josue chương 17. Ông Josue nói với con cái ông Giuse, nếu anh em là một dân đông đảo thì hãy lên rừng và tại đó đốn cây mà ở trong xứ người Phê-đê-sê ở Rafa vì núi Ephraim quá nhỏ đối với anh em. Họ biến mất trong thời các thủ lãnh, đến độ vào thời vua Salomon, người ta đã có thể nói tới các người Phê-rê-sê còn lại vùng sinh sống của họ chắc hẳn là ở bên kia sông Jordan, ở mạn bắc vùng được chia cho dân Rephaim, là các dân tộc của các mộ bằng đá to thời tiền sử, gọi là Dolmen, được dựng lên theo hình cánh cửa vào thời Tân Thạch, tức giữa cuối ngàn năm thứ năm và ngàn năm thứ ba trước công nguyên. Chúng giống như các Cromlech bên Anh Quốc. Họ cũng là dân tộc của các cột đá khổng lồ gọi là Menhir, Men và Hier trong tiếng Breton bên Pháp có nghĩa là đá dài, có những cột cao hơn 20 mét. Khác với thực tại nhà nước và quốc gia tân tiến ngày nay, trong đó người ta kết thúc với việc bị biến đổi. Ngoài các trường hợp trừ, trong thế giới cổ xưa, đặc biệt là trong thế giới Trung Đông, các cá nhân duy trì được căn tính chủng tộc và nguồn gốc của họ tại khắp nơi họ đi tới và sinh sống. Trong nghĩa này, thực tại quốc gia dân tộc của người xưa rất khác biệt và phức tạp so với thực tại của chúng ta ngày nay, và vì thế có một vài khía cạnh mà chúng ta không thể nào hiểu nổi và nắm bắt được. Có thể tìm ý niệm chia cách ý niệm của chúng ta ngày nay đối với quốc gia và ý niệm của các dân tộc xưa kia trong sự kiện chúng ta quen coi quyền bính của quốc gia gắn liền với vài nơi trốn, bên trong các nơi trốn đó không thể có một quyền bính khác nhưng đây là ý niệm tân thời mà tài liệu đầu tiên chúng ta có được là trong thế giới Hy Lạp và một cách chính xác hơn là tại thành Athens, thủ đô của đế quốc Hy Lạp vào cuối thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên. Trước cuộc cải cách của ông Cleisthenes, việc hành tránh của quốc gia đã không có tính cách địa lý mà đã dựa trên sự tùy thuộc vào một dân tộc. Các dân tộc rợ thời Trung cổ cũng đã áp dụng cho kẻ có tội luật của dân tộc họ tùy thuộc chứ không phải luật của nơi họ phạm tội. Chính việc gắn bó với chủng tộc nguồn gốc này khiến cho thế giới xưa kia khác với thế giới của chúng ta ngày nay. Dưới mắt chúng ta, nền văn hóa của đất Canaan trước khi bị dân do Thái xâm lăng xem ra thống nhất. Nhưng đối với các dân tộc sống trong đó, trái lại sự hiệp nhất này đã không bao giờ hiện hữu. Trong các trường hợp thuộc loại này, nếu có một tên hiệp nhất xuất hiện trong lịch sử, thì tên gọi này thường đã được tạo thành bên ngoài vùng ấy, nơi các người có khả năng tiếp nhận qua viễn tượng của họ điều hiệp nhất mà một vùng có được. Đó là trường hợp của người Philistine, là những người đã không bao giờ cho mình một tên gọi hiệp nhất hay của những người sống trong vùng đất Canaan trước khi bị người Do Thái xâm lăng. Vì thế, mặc dù nhắc tới các dân tộc khác nhau mà thánh kinh kể ra như là các dân tộc sống trên đất Palestine, chúng ta cũng có thể nói tới nền văn hóa của họ như một sự kiện hiệp nhất. Nếu người Do Thái đã không đem theo họ một tôn giáo đặc thù hoàn toàn khác biệt với tôn giáo của môi trường họ bước vào sinh sống, thì họ đã trở thành những người tiếp tục nền văn hóa hay nền văn minh Canaan như đã xảy ra với người Aramei ở miền Bắc. Các người Aramei đã chỉ tiếp tục nền văn minh có trước, cũng như người Amorei hay người Cassiti đã tiếp tục nền văn minh mà chúng ta có thể coi như là nền văn minh Mesopotamia. Như vậy, chính niềm tin vào Gia Vê Thiên Chúa duy nhất khiến cho dân Do Thái duy trì được căn tính của họ là dân riêng Chúa chọn, mặc dù phải sống giữa nhiều dân tộc khác đã hiện diện từ trước trong đất Canaan. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các đan sĩ dòng biển Đức thực hành sự phân định để nhận ra những gì đến từ thánh linh và những gì đến từ tinh thần thế gian hoặc từ ma quỷ. Và tỷ căng, Đức Thánh Cha kêu gọi ngân hàng thế giới thăng tiến cuộc sống của những người nghèo nhất, tạo điều kiện cho một sự phát triển toàn diện. Luân Đôn, Hội đồng Giám mục Anh, công bố thông cáo liên đới với cha mẹ em bé Alphia Evans và cùng với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho em. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.